Hấp dẫn nhỉ? Vâng, hình như là một tuần này sau khi mình tham gia bình luận những kèo hai vét hai thì hầu như là thắng cả. Vâng, Quân. Quân. Ông cười cái gì? Ông cười cái gì nào? Ông thích cười gì thì ông cứ nói đi. Nhá. Và Greg hỏi ôi. Nó lại sao như thế này? Hit baby, bên mình là Greg cho giòn. Và chỉ còn là hy vọng vào một bài mà bên họ không lên đời thôi. Mạnh Hào cầm cho giòn. Và Greg trong tay của Bùi Phương Nam. Mà quên là chưa yểm bùa tại vì là đang chỉnh đang up video phải không? Sài Gòn Đông Đêm cầm hit đi. Và người cuối cùng cầm baby đó là Tu Xuất. Tên vừa rồi là tên mà quên. Em đợi em một chút xíu nha, em cũng đang phải up thêm cái video nữa. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại trận đấu sau khoảng 30 giây. Chiến thắng thuyết phục đúng không ạ? Hai người bạn đối đầu với nhau, Mạnh Hào và Nâu Đen. Ok. Ôi, một pha câu vòi hơi lọc quảng đến từ Mạnh Hào. Và con vòi nó chạy 3 vòng quanh nhà BE, quanh cái chiếc nhà BE rồi nó mới về đến nhà chính. Kinh khủng. Quá kinh khủng khiếp. Đây là trận chung kết nhỉ, không là trận đầu tiên của xe đấu thứ hai rồi ạ. Chung kết thì chúng ta là chiến thắng với tỷ số là 3-2 trong xe đấu đầu tiên rồi. E kìa ô. Ông Hào xe à? Anh Hào không xe à anh Hào ơi? À. Bây giờ nó không đủ gỗ để có thể xây à. Hơi khó chịu nhỉ. Vâng, như vậy là chậm 2 dần. Ở trận này đánh gì, trận này rất khó để có thể bảo đánh gì. Tất nhiên là hai chém. Hai chém trâu. Và mong một bài bên phía đối bạn không lên đời. Thì đó là cái cơ sở để chúng ta có thể giành chiến thắng trận đấu này thôi.
Còn để mà bảo một bên phía đối bạn chơi một cái bài là chém thủ phủ và Hitty sẽ đánh thẳng cung thì sẽ rất khó để chúng ta có thể giành chiến thắng. Bên mình là hai lời quân đều đánh chém, bên họ là hai lời quân đều có lạc đà, và cả hai lời quân của bên phía đối bạn đều có khả năng khắc những con phủ của cả hai game thủ Bùi Phương Nam và Mạnh Hào. À, vâng thì em cũng đang phân tích như thế rồi, nhưng dạo này rất khó đánh. Thậm chí lớp bây giờ là một bài mà Mạnh Hào chưa kích đời cơ. À, kích rồi. Kích đời với chỉ 22 dân thôi. Đang đi dâng. Bây giờ chỉ có cái khả năng là dâng thẳng vào nhà chính của họ và họ không để ý. Và mình làm một cái turn gì đấy tầm khoảng 15 dân đến từ bên phía đội bạn, nó là tươi. Bùi Phương Nam thì sao? Không biết là kích đời chưa, đang dò rộng thế này. Kích chưa anh Nam? 30% nhưng hiện tại bây giờ mới chỉ có 150 thực. Map này là map tịt chứ không phải là map có thể cố gắng gượng được. Map tịt hẳn luôn rồi đấy. Map không còn cửa chơi nữa chứ không phải là một cái thế bài mà chúng ta sẽ có thể cố gắng được. Ôi, chuyển sang mình máy xem Mạnh Hào tôi chứ bây giờ biết làm sao đây. 22 dân kích 10. Còn thêm một bầy hươu để cho Mạnh Hào có thể ăn hoàng và có con giò. Bầy hươu này sẽ là tiền đề để cho Mạnh Hào có giò cộng giáp. Còn bây giờ mới ăn vàng. Chỉ số của Mạnh Hào vẫn đang là cao với chỉ số bài là 2. Không chậm dần. Nếu mà không chậm dần bởi những chiếc BE ở thời điểm các nông dân thứ 20 thì đây sẽ là một bài khỏe. Bài rất khỏe dành cho Mạnh Hào nha. Vâng, đang đánh cùng với cái khung giờ của chim sẻ nắng thì nó sẽ rất khó. Sẽ rất khó nha. Mạnh Hào đang bị màu 2 triệu tử long chọc những con nông dân đi dâng. Nhưng con giò của màu 2 mới chỉ có công mà thôi. Khả năng là chơi được. Vâng, thông tin báo về đến từ một địa điểm khác thì chim sẻ với anh Huy đang đối đầu với BB và TX cũng đang hòa về C. C đầu thắng 3-0 và C sau thua 3-0. Như vậy là quỵt thôi. Bên bạn chưa lên đời đâu, một Minh Hào lên đời thôi đấy. Nhưng mà vẫn phải quỵt chứ bây giờ biết làm sao, quân này rất khó đánh. Không biết là đánh kiểu gì với cái thế trận như thế này cả. Đến tôi cũng chịu thôi. Bảo bây giờ tôi đẹp.